Này, clip này em khui con Pao. Đây là con Pao Hắc Man Ca Đôn các bác nhé. Con Pao này là Pao của Hắc Man Ca Đôn đấy ạ. Pao Hắc Man Ca Đôn. Thiết kế quá khủng luôn. Đây là có trứng cả thùng này. Con Pao này của Hắc Man Ca Đôn. Đèn báo đây. Đây là cổng phía sau. Có cái nắp tre của nó bên trên kìa. Nắp tre đây. Báo giá luôn cho các bác nhé, 8 triệu 900 nhé. Nắp tre của nó đây. Đây, model của nó đây. Model custom cái gì đây. Cái tweet live cái gì các bác đọc hộ em tiếng tiếng Anh em bó tay. Nhá. Hackman Cardon. Được chưa? Con này các bác nhìn nhá, Hackman Cardon này, điện 120V này. 200W này. Được chưa? Made in USA. Hàng Mỹ luôn ạ. Mỹ luôn. Nha, hàng Mỹ luôn. Con Pao của Hackman Cardon bác nào đang tìm em nó thì đây ạ. Nha. Con này phải nói là tìm ấy, phải tìm đấy. Chứ con này không phải là dễ mà kiếm được đâu. Không phải lúc nào cũng có những con này đâu. Hackman Cardon. Đây về bên trong này. Con nhìn xem nào, nó làm hai biến thế độc lập luôn. Hai con biến thế rời độc lập. Bốn con tụ khủng chưa? Bốn con tụ nhìn dã man luôn. Tụ chút em lật đáy cho bác nhìn đấy này. Ủa, tất cả những cái mạch này bằng đồng hết này, đồng này. Nghĩa là lâu ngày cái tụ nó nóng thì nó chảy cái lớp sơn ra nó chưa đồng rồi này. Đồng bằng đồng hết. Đấy, được chưa? Mạch nhìn đẹp chưa ạ? Mạch đều nhau tăm tắp nha bác nha. Mạch đều tăm tắp luôn. Rất là hay là tại sao là cái mạch của họ nhé, họ hàn nó lại có cái chớm của cái nhựa thông nó bám hết xung quanh. Đấy, rất là hay. Đây à, đây là đường tín hiệu vào, các bác có thể cắm trực tiếp điện thoại máy tính laptop vào đây bên này hoặc bên này, hoặc là cắm từ rè từ vang đấy ra cắm vào đây. Còn đây là hai đầu ra loa, hai loa hai vế đấy, rất là nặng nhé. Đói cơm chắc bê được đoạn này. Đây, còn em quay về cái mặt trước rồi cho các bạn nhìn đây. Đó, thiết kế không biết là những cái khoang này nó thiết kế cái gì cho các bác nhìn nó rõ, chứ em thì cũng không phải chuyên môn về nó lắm, không lắm đâu. À, sò đây này, gồm có sò RC gì đấy, RCA. Sò sắt RCA. 4216. Đây. Đây nữa. Lại ở giữa này là em có nhìn này, giữa là cái bốn con, nhìn con này là bốn con sò hay con gì đấy, đấy như này, tiếp tục những con sò nhỏ nhỏ đấy này, nhìn chưa, tản nhiệt xung quanh nó đấy, cũng RCA luôn, lại bốn tiếp bốn con sò sắt nhỏ đấy nữa này, một con này, hai con này, ba con này 4219 đấy, bốn con nữa 4219 đấy, ui trời trời. Không biết họ thiết kế kiểu gì bó tay. Đây là con Pao nhé, con Pao, con Pao của Hackman Cardon, Pao Hackman Cardon. Các bác đợi em chút nhé, không không lật được đâu, không phải thò tay mà lật được đâu, nặng quá, đang tìm cái chỗ nào để bám được cơ. Cái đáy này rất là nặng, cái đáy này cực kỳ nặng luôn. Em bám được em nghiêng đấy, phải bám kiểu này em nghiêng được. Đây, cái đáy của nó đây, nhìn đáy của nó chưa, đấy, đáy của nó đây. Tất cả các đường dây nhá đều dây zin hết của nó luôn ạ. Zin tất luôn. Nặng lắm. Không nhẹ một chút nào. Đấy, con Pao Hackman Cardon này có mức giá là 8 triệu 9 nhá. Bác nào đang đi tìm con Pao này thì liên hệ với em. Pao. Chào các bạn.